Đây là bản tin VOA Express của Đài Tiếng nói Hoa Kỳ phát sóng trên truyền hình vệ tinh lúc 12 giờ trưa giờ Việt Nam, ngày 2 tháng 11 năm 2016. Nguyễn Trung kính chào quý vị. Trung Quốc trình làng chiến đấu cơ tối tân. Ngoại trưởng Mỹ và chủ nghĩa cộng sản ở Việt Nam. Vựa lúa Mekong bị đe dọa vì biến đổi khí hậu và đập thủy điện. Và nhiều tin khác nữa, mời quý vị theo dõi chi tiết. Trung Quốc hôm 1 tháng 11 chính thức ra mắt máy bay chiến đấu tàng hình Thành Đô J-20, chứng tỏ sức mạnh quân sự, khiến người Việt rất quan tâm. Hai chiến đấu cơ có thể né radar này, theo Reuters, đã bay chấp nhoáng trong chưa đầy một phút tại một cuộc triển lãm hàng không lớn nhất nước này, trước sự reo hò của hàng trăm người. Các nhà quan sát nhận định rằng J-20 giúp Trung Quốc thu hẹp khoảng cách về công nghệ quân sự với Hoa Kỳ trong bối cảnh Bắc Kinh đang ngày càng thể hiện tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông. Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Trường, Chủ tịch Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Phát triển quan hệ quốc tế ở Hà Nội, nhận định với VOA Việt ngữ rằng người Việt rất quan tâm và theo dõi sát tin ra mắt máy bay này. Tuy nhiên, ông nói thêm. Việt Nam đòi hỏi gì với Trung Quốc? Đây là cuộc chạy đua giữa Trung Quốc và Mỹ và có thể là thêm Nga nữa, Ấn Độ nữa. Chứ còn Việt Nam thì làm sao mà tham gia một cuộc đua này được. Báo chí trong nước cũng loan tải nhiều về sự kiện ở quốc gia đông dân nhất thế giới. Trang Soha chạy tít siêu tiêm kích J-20 của Trung Quốc xuất đầu lộ diện. Trong khi đó, báo điện tử VN Express viết tiêm kích tàng hình tối tân của Trung Quốc bị nghi dùng động cơ Nga. Báo Tuổi Trẻ dẫn lại nguồn nước ngoài viết rằng những bức ảnh không chính thức về phác họa đầu tiên của nguyên mẫu J-20 trong năm 2010 từng tạo ra một làn sóng tranh luận về cân bằng quyền lực trong khu vực. Việt Nam đã gia tăng chi tiêu quân sự đáng kể trong những năm gần đây trong bối cảnh tranh chấp lãnh thổ với Trung Quốc, nhưng theo giới quan sát vẫn còn kém xa so với Bắc Kinh. Khi được hỏi rằng liệu Việt Nam có nên gác lại chính sách 3-0 sang một bên để lập liên minh quân sự với một số nước để làm đối trọng với Trung Quốc hay không, tiến sĩ Trường nói thêm. Trong bố cục chiến lược chung về đối ngoại thì vẫn là giữ vững như thế. Chứ còn không vì Trung Quốc thêm một cái loại vũ khí mới mà Việt Nam lại phải điều chỉnh chiến lược đối ngoại thì cái đấy không có. Đứng về mặt đỏ sức, về mặt quân sự thì Việt Nam chưa phải cấp độ đó. Việt Nam bây giờ là về mặt chiến lược thì phải là tiếp tục gia cố cái bố cục đối ngoại của mình. Vốn đã là tương đối tốt trong những năm qua. Việt Nam lâu nay vẫn theo đuổi chính sách 3-0, không để nước ngoài thiết lập căn cứ quân sự tại Việt Nam, không đi với nước này để chống nước kia và không cho nước khác sử dụng lãnh thổ của mình để chống lại một nước khác. Ngoại trưởng Mỹ John Kerry gần đây nhắc tới sự trỗi dậy của chủ nghĩa tư bản, phần nào lấn át chủ nghĩa cộng sản ở Việt Nam, gây ra nhiều tranh luận. Mới nhất, trong khi tiếp ông Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam hôm 25 tháng 10, nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ nói, Xin trích, người dân Việt Nam đang chứng kiến một cuộc cách mạng kinh tế đáng chú ý. Họ đang thực thi một nỗ lực kinh tế tuyệt vời, một nỗ lực theo kiểu tư bản. Đó là một trong những quốc gia phát triển nhanh nhất trong khu vực. Trước đó, hôm 10 tháng 10, phát biểu tại một hội thảo về Internet ở tiểu bang California, Mỹ, ông Kerry cũng đề cập tới chủ nghĩa cộng sản ở Việt Nam. Ngoại trưởng Mỹ nói, Xin trích, tôi đã từng chiến đấu tại Việt Nam để ngăn nơi này biến thành cộng sản. Hơn 58.000 người đã bỏ mạng để thực hiện điều đó trong vòng 10 năm trong cuộc chiến dài nhất lịch sử Hoa Kỳ. Và các bạn đoán được không? Điều chúng tôi đã làm là mở cửa và bình thường hóa quan hệ, nỗ lực mà ông John McCain và tôi đi đầu, rồi dỡ bỏ lệnh cấm vận để kinh doanh. Và nay không còn dấu vết của chủ nghĩa cộng sản xét về lý thuyết kinh tế. Ông Kerry nói thêm, Xin trích, chủ nghĩa tư bản ở đó thật sống động và người dân có thể tiếp cận Internet. Đó vẫn là một quốc gia độc đảng, độc đoán và vẫn còn tình trạng vi phạm nhân quyền cùng nhiều thứ khác. Nhưng qua thời gian, nó đã chứng tỏ sự thay đổi. Giáo sư tương lai thành viên nhóm tư vấn cho Thủ tướng Võ Văn Kiệt trước đây nói ông không bất ngờ vì phát biểu của ông John Kerry. Tôi thấy những chính khách Mỹ, những nhà quản lý và những nhà lý luận, những người theo dõi tình hình Việt Nam, họ hiểu quá rõ cái guồng máy kinh tế đang vận hành ở Việt Nam. Việt Nam đang vận hành theo cái guồng máy của cái nền kinh tế tư bản, quy luật kinh tế tư bản. Nhưng mà nó rất méo mó, và chính cái sự méo mó đó, nó mới đẻ ra những cái nhóm lợi ích. Những cái nhóm lợi ích đó thực chất là lực lượng mafia câu kết với nhà cầm quyền. Bản nghị quyết do Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 12 do Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng ký ban hành ngày 30 tháng 10
nêu rõ các biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ, trong đó có việc phản bác, phủ nhận nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, đòi thực hiện thể chế tam quyền phân lập, phát triển xã hội dân sự, phủ nhận nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, chế độ sở hữu toàn dân về đất đai. Chính phủ Việt Nam trông mong các biện pháp cải cách nông nghiệp trong khu vực sản xuất lúa gạo chính của đất nước sẽ khắc phục được những thử thách do tình trạng biến đổi khí hậu và dòng nước bị gián đoạn trên sông Mekong gây ra. Các chương trình cải cách chú trọng vào giống lúa cao sản hợp với khí hậu thay đổi và tăng cường luân canh để đảm bảo phát triển bền vững cho đồng bằng sông Cửu Long, nơi sinh cư của 18 triệu người trong tổng dân số 94 triệu người của Việt Nam. Đồng bằng sông Mekong sản xuất hơn một nửa số lượng gạo của cả nước và cung ứng lương thực cho 145 triệu nhân khẩu ở châu Á. Đồng bằng sông Mekong bao gồm 13 tỉnh phía Nam của Việt Nam ở hạ lưu con sông bắt nguồn từ miền Nam Trung Quốc này. Lo ngại cao cho tương lai của đồng bằng sông Mekong bắt đầu từ mùa hạn hán trầm trọng năm nay, khiến độ nhiễm mặn cao hơn, rộng hơn trong đồng bằng. Theo báo cáo của Tổ chức Lương nông Liên Hợp Quốc, sản lượng lúa năm nay ở đồng bằng sông Cửu Long đã giảm 1,1 triệu tấn. Giáo sư Philip Hertz của Đại học Sydney nhận định rằng ảnh hưởng của biến đổi khí hậu thể hiện rõ qua thời tiết khắc nghiệt hơn nhiều. Các khoa học gia quốc tế đang làm việc với các đồng nghiệp Việt Nam trong chương trình biến đổi khí hậu ảnh hưởng đến đất nông nghiệp ở đồng bằng sông Cửu Long, Mekong, gọi tắt là CLUES, để tìm kiếm giải pháp cho các vấn đề đang ngày càng tăng. Ngoại trưởng Úc Julie Bishop hôm 11 tháng 1 cho biết đang cân nhắc về tuần tra hải quân chung với Indonesia ở Biển Đông có tranh chấp. Bà Bishop cho biết đề nghị của Indonesia về tuần tra chung nêu ra tại cuộc họp song phương tại Bali hồi tuần trước phù hợp với chính sách của chúng ta về thực hiện quyền tự do hàng hải của chúng ta. Bà Bishop nói với đài ABC của Úc rằng điều đó phù hợp với luật pháp quốc tế và sự ủng hộ của chúng ta đối với hòa bình và ổn định trong khu vực. Úc, một đồng minh kiên định của Hoa Kỳ, trước đó bị Trung Quốc chỉ trích về thực hiện các chuyến bay do thám bên trên các đảo có tranh chấp ở Biển Đông và ủng hộ các cuộc thao dượt về tự do hàng hải của Hoa Kỳ ở đó. Úc và Indonesia đã tiến hành tuần tra chung ở biển Timor trong khuôn khổ quan hệ đối tác của hai nước về phòng chống nạn buôn người và đánh bắt cá bất hợp pháp. Bà Bishop nói Úc và Indonesia sẽ thông báo cho các nước khác trong khu vực về bất kỳ kế hoạch thao dượt nào. Thủ tướng Malaysia Najib Razak hôm 31 tháng 10 tới Trung Quốc bắt đầu chuyến thăm kéo dài tới ngày 6 tháng 11, ít lâu sau khi Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte rời Bắc Kinh. Người đứng đầu chính phủ Malaysia, một nước trong Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN, công du nước đông dân nhất thế giới cùng với hàng chục quan chức chính phủ và doanh nhân. Trong một thông cáo ra ngày 26 tháng 10, ông Najib được Reuters dẫn lời nói rằng Malaysia cam kết củng cố quan hệ hữu nghị với Trung Quốc và sẽ thúc đẩy mối bang giao lên các tầm cao mới. Chuyến thăm của ông Najib diễn ra vài ngày sau khi Tổng thống Duterte tuyên bố tại Bắc Kinh rằng ông ly khai với đồng minh lâu năm Hoa Kỳ và đã chỉnh đốn lại quan hệ với Trung Quốc. Cả Philippines và Malaysia đều có tranh chấp chủ quyền với Trung Quốc ở Biển Đông, như ông Duterte thời gian qua đã mềm mỏng hơn với Bắc Kinh nhằm tăng cường quan hệ cũng như thu hút đầu tư từ Trung Quốc. Trong khi đó, Reuters dẫn lời một nhà phân tích nói rằng chính quyền của Chủ tịch Tập Cận Bình cũng có thể tìm cách giảm nhẹ cuộc tranh chấp với Malaysia bằng cách đưa ra các đề nghị về kinh tế. Hãng tin của Anh cho rằng chuyến công du của ông Najib một lần nữa lại có thể gây trở ngại cho chính sách của Mỹ về Đông Nam Á. Đệ nhất phu nhân Hoa Kỳ Michelle Obama hôm 29 tháng 10 cho biết bà hết sức tự hào khi được tham dự buổi lễ bàn giao một chiếc tàu ngầm tấn công của Hải quân Mỹ được đặt tên theo tiểu bang nhà của bà là Illinois. Chiếc tàu ngầm USS Illinois được coi là tối tân nhất của Hải quân Mỹ đã chính thức đi vào hoạt động tại căn cứ tàu ngầm Groton, Connecticut. Bà Obama, người bảo trợ tàu ngầm với khoảng 130 thủy thủ trên khoang này, ngỏ lời cảm ơn vì đặc ân được gắn với tàu ngầm Illinois cho tới hết đời. UPI dẫn thông cáo của Nhà Trắng nói rằng, với tư cách là người bảo trợ, bà Obama thiết lập một mối liên hệ đặc biệt với Illinois, với các thủy thủ và gia đình của họ trong suốt thời kỳ hoạt động của tàu ngầm này. Tin cho hay, hàng nghìn công nhân ở các tiểu bang Connecticut, Rhode Island và Virginia đã tham gia việc đóng chiến hạm trị giá $2.7 tỷ trong suốt 5 năm qua.
USS Illinois là chiếc thứ 13 của tàu ngầm lớp Virginia của Mỹ. Hải quân Mỹ nói cần có các tàu ngầm tấn công này để thay thế những chiếc được đóng trong chiến tranh lạnh và đang dần bị ngừng sử dụng. voatiengviet.com mang bạn ra thế giới. Tường trình thời sự Việt Nam và quốc tế. Chính trị, đời sống xã hội, tình hình Biển Đông. VOA trên radio, truyền hình vệ tinh, mạng Internet, Facebook, YouTube và Twitter. Mở voatiengviet.com để học tiếng Anh. What do you think it means when people say this? Tương tác với blogger, tìm hiểu thế giới xung quanh. Đăng ký voatiengviet.com để được kết nối với thế giới. Trong một bài phát biểu hào nhoáng, người đàn ông giàu nhất Trung Quốc, ông trùm bất động sản và giải trí Vương Kiện Lâm của tập đoàn Đại Liên Vạn Đạt diễn thuyết trước các ông chủ hãng phim ở Los Angeles đang háo hức chờ đón các nguồn đầu tư và khán giả từ Trung Quốc. Thông tin viên của đài chúng tôi tường trình về vai trò ngày càng lớn mạnh của tập đoàn ở Hollywood. Trường Thành là một trong nhiều bộ phim mang chủ đề Trung Quốc với dàn diễn viên hạng A của Mỹ và Trung Quốc. Đó là bộ phim của hãng Legendary Entertainment mà tập đoàn Đại Liên Vạn Đạt thâu tóm trong năm nay. Tập đoàn này đã công bố những kế hoạch tương lai và được thị trưởng Los Angeles hoan nghênh. Chủ tịch Vương, người bạn của tôi, chào đón ông trở về ngôi nhà thứ hai ở Los Angeles. CEO Vương Kiện Lâm đã đề nghị giảm chi phí sản xuất lớn cho các công ty Hollywood quay phim ở khu phức hợp trị giá 8 tỷ đô la của ông ở Thanh Đảo, phía đông Trung Quốc. Tập đoàn này sở hữu chuỗi rạp chiếu phim AMC, chuỗi rạp lớn thứ nhì của Mỹ, và đang mua lại Carmike Cinemas và Dick Clark Productions. Giống như tất cả các công ty truyền thông Trung Quốc, họ cũng tránh không muốn làm phật lòng chế độ kiểm duyệt của Trung Quốc, theo ý kiến của nhà bình luận này. Và họ sẽ ngay lập tức kiểm duyệt bất cứ ai nói bất cứ điều gì chống lại chính phủ. Rồi sau đó, tất cả các diễn viên nam, nữ trong tương lai sẽ phải tự kiểm duyệt mình. Trung Quốc đang trên đà có doanh thu phòng vé lớn nhất thế giới vào năm 2018. Các hãng phim Trung Quốc kỳ vọng xuất hiện các yếu tố Trung Quốc trong những bộ phim đồng sản xuất và Hollywood đang đồng hành. Nếu họ bắt đầu làm phim về những yêu sách của Trung Quốc ở Biển Đông, quảng bá chúng thì còn hơn cả cháy vé. Nhưng ngay bây giờ thì việc bán hết vé ít liên quan đến lợi nhuận. Nó luôn là một phân tích lợi ích chi phí. 16 thành viên Quốc hội Mỹ đã cảnh báo vai trò ngày càng tăng của Trung Quốc trong một ngành công nghiệp quan trọng và yêu cầu Văn phòng Kiểm định Chính phủ Hoa Kỳ điều tra. Tuy nhiên, sự cám dỗ từ khán giả Trung Quốc và những đồng đô la đầu tư đã làm Hollywood phấn khích. Cảm ơn quý vị đã theo dõi tin tức của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Các chương trình radio video của chúng tôi trên voatiengviet.com có thể xem dễ dàng khi dùng trình duyệt Opera, trang Facebook VOA Tiếng Việt, kênh YouTube VOA Tiếng Việt Video hoặc các thiết bị di động với ứng dụng VOA miễn phí trên iTunes Store và Google Play. Quý vị muốn đóng góp bài viết cho VOA Tiếng Việt, xin gửi về địa chỉ voabạnlambao@gmail.com. Nguyễn Trung xin hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin lần sau.